lần đầu tiên đi ăn cưới tại Cẩm Phả sẽ như thế nào? Hãy cùng Vân Vân và Mai Mai đi trải nghiệm nhá. Dân Cẩm Phả nhìn đây lại biết ở đâu ngay. Vất vả ngồi tiếng rưỡi, cao tất là thường cho mình một cốc trà sữa Ngư Ma Vương. Nhưng có hỏi anh pha trà sữa uống trà sữa Ngư Ma Vương có mọc sừng không anh? Anh chả nói gì ngoài nụ cười nham hiểm. Ăn cưới ở nhà hàng Linh Trang nha. Người Mông Cái đi Cẩm Phả ăn cưới ấy, rất tò mò xem là bữa cưới ngày hôm nay cỗ cưới ngày hôm nay có gì. Để đây nha, là chú rể chào mọi người đi. Còn đây là cô dâu, trời, cô dâu tươi, dã man tươi từ đầu đến cuối. Còn đây là một cô dâu trong tương lai. Cô ấy đang chập chững tập bước đi trên lễ đường của chính mình. Cô dâu có đôi chân dài dưới 2 mét, cụ thể là 80 phân. Đứng cạnh bà Mai mà bà Mai không cao bằng cô đấy luôn mà. Nghĩ có chán không cơ chứ. Còn đây là khán phòng cưới của tiệc cưới ngày hôm nay nha. Chỗ này đếm sương sương. À mà thôi không đếm đâu, mệt lắm. Và ngay bây giờ đây, MC Vân Vân xin trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của cô dâu Hải Anh sánh duyên bên chú rể Dương Tiến xin phép được bắt đầu. Eo ơi, chú rể bốc MC đâu mà nói hay thế. Tại cô dâu và chú rể đang yêu quá, mải quay qua mà quên mất đi nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Tèng tèng, cỗ cưới của ngày hôm nay đây nha. Quý vị có sẵn sàng chưa? Ok. Và những chiếc ly của quý vị đang rơi lại sang thật cao để em xin dành được không ạ? 2, 3 Go! 2, 3 Go! 2, 3 Chúc mừng hạnh phúc. Là em út trong bản cỗ nên là tôi được đảm nhiệm ăn một chiếc đùi gà này đây. Cái món gà hầm này ngon nha. Gà hầm mềm mơi là mềm luôn ý. Giọng ca các bạn vừa nghe thấy đó chính là của em trai cô dâu đó. Mình quên mất là không quay lại cái thực đơn cỗ cưới. Thế nên là mình chả biết là cái món này tên là gì đâu. Chỉ biết món này là bảo ngư thôi. Ăn cũng ok la đó. Cả nhà ơi, xôi ngon nha, ngon. Tôm thì được bóc sẵn dễ ăn, mỗi tội là hơi to thôi. Đây là bim bim Quảng Ninh nha. Bạn nào mà được mời ăn bim bim Quảng Ninh thì đừng vội mà từ chối nhá. Lúc đầu hai chị em cứ ngỡ là bánh bao kim sa cơ, nhưng mà ăn vào thì nó là bánh bao trứng muối. Ngon nha mọi người. Ai cũng khen món này ngon hết trơn á. Còn đây là bò sốt tiêu đen, được ăn kèm với bánh mì. Món này rất là vừa vặn và thịt bò cũng khá là mềm. Chỉ là mình không thích ăn quá nhiều tiêu thôi. Đây rồi, chú rể đến cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc cưới đây rồi. Cảm ơn nhiều nha. Chúc mừng hạnh phúc. Sắp tới Đại Vân nhỉ? Đại Vân nhỉ? Lệ phải phai là lại phải phê. Chuyến bay này cất cánh. Đấy các bạn thấy chưa, chú rể chu đáo này. Ra tạm biệt mọi người khi kết thúc bữa tiệc. Chúc mừng. Em để bác gái đây, bác bà chị. Cảm ơn chị. Sung sướng lắm mọi người ạ. Chị bảo là chị hay xem video của Vân Vân. Và tiệc cưới đã kết thúc rồi. Mình đi về một cái đây, bye bye.